Rồi em xin test con đài Nationale RW 537 cho anh nha. Em test xong là em sẽ đóng thùng gửi cho anh luôn đó. Rồi trước tiên á thì em test cassette nè. Ngày nào ta mơ chung đôi. Con này tiếng rất là lớn mà nó trong sáng lắm. Vui buồn ai biết trong đời, đừng trách nghe em xin hiểu cho anh. Tình trái ngăn nên tình lỡ duyên tình. Thì thôi em quên, em quên chuyện xưa cho anh cho em, để một người theo dấu đời. Rồi cổ giao duyên nha. Phải chờ nước rồng cạn đáy đây ghé lại cầm sào cá cho bầu ghe chơi. Ba bữa nữa là rước dâu rồi, nhà của chồng tôi ở bên kia bờ sông đó. Bờ đó anh hai có rảnh ghé cho tôi mời miếng rượu, rồi cho mượn chiếc đò con đưa tôi. Em cũng test cho anh lại là cái chức năng mà auto stop tự hết băng khi nó tự tắt nha. Nè đây là tua nè, đang tua tới đó. Rồi tua lùi nè, số dê nè. Rồi tua tới nè. Rồi hát hết tự auto stop nha. Anh đi anh đi, kỷ niệm vui theo tháng. Stop anh thấy không? Em xả lại cái nữa nè. Rồi ok nha anh. Vậy là em đã test xong cassette băng. Rồi giờ em test qua radio. Đây là băng AM. Một bàn vỗ không nên nhìn thấy và chạm vào con trai thì chẳng gì có thể sánh được. Anh thưởng thức ca khúc Đất nước lời ru, sáng tác nhạc sĩ Văn Thành Nho, do ca sĩ Lương Nguyệt Anh thể hiện trong chương trình nghệ thuật rồi. Linh thiêng nguồn cội. Vậy là FM có ai em đã hát ok ha. Rồi FM nào. Rồi FM đó. Anh Hoài Tuần, 37 tuổi, dân tộc Nùng, ở thôn 18B, xã E3, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. FM bắt nhiều đài lắm, em đã kéo full 1.8 rồi. Thực đơn tăng giá,
đây là điều gần như phải chia sẻ những thông tin mới nhất nha về tình hình giao thông nơi mà quý vị đang chạy xe ngang qua. À, thời điểm này thì Mạnh Khang cũng xin được cảm ơn sự hỗ trợ. Bất kỳ thứ gì có thể làm điểm tựa, tôi còn nhớ cái cảm giác. Dao nào trong nhà, Quân đều mang ra tập đâm, tập chém. Đây không là kênh Kiên Giang 99.4 MHz. Cha mẹ Quân liền giấu hết dao lớn, dao nhỏ là 1/2 và chỉ đưa cho Quân. Ở nhà sản xuất, bộ phim đã sử dụng đó, số tiền 1,2 tỷ đồng để đầu tư cho âm nhạc. Rồi nó còn dư đây một chút, chỗ này là sẽ có một đài kênh 104 tiếng Anh không ạ? Có thể có tiếng Việt. Do nhạc trưởng người Pháp Oliver Ochani. Ban đêm á, ban đêm trời thanh tịnh bắt bắt tốt lắm. Ban ngày bắt không dính này. Ban đêm trời yên tĩnh á, mà không gian tốt á, sẽ bắt sẽ có. Rồi, vậy là em đã test xong radio và cassette nha. Rồi. Thu ten lại. Dây nguồn em bỏ trong cốc pin nha anh. Rồi, mặt trước, bên hông, không có nứt vỡ. Vỏ còn đẹp. Rồi, tem bọng đồ còn sáng ken luôn. Rồi, đây là còn đẹp. Đó, đầy đủ hết. Rồi, đó, chữ bọng đồ sáng đẹp hết nha. Con này xuất sắc nha anh. Rồi, vậy em chào anh nha.